Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về mục số 2 của tổng quát về bài tập Workform các bạn nha. Rồi với mục này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cụm từ. Trong tiếng Anh thì mình có tất cả là 5 cụm từ các bạn ha. Đầu tiên cô có là verb phrase, nghĩa là cụm động từ. Tiếp tục noun phrase, cụm danh từ. Mục thứ 3 cô có adjective phrase, cụm tính từ. Thứ tư, adverb phrase, cụm trạng từ. Và cuối cùng, prepositional phrase, nghĩa là cụm giới từ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau học chi tiết hơn về từng loại các bạn ha. Với mục đầu tiên thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cụm động từ hen. Rồi cụm động từ là gì các bạn? Cụm động từ là gồm có một động từ thường kết hợp với một hoặc là nhiều những cái động từ hỗ trợ ha. Rồi các bạn nhìn xuống bên dưới cô có ba cái ví dụ. Rồi cô có ví dụ đầu tiên. My mother is cooking dinner. My mother is cooking dinner. Mẹ của tôi thì đang nấu bữa tối ha. Trong đó cụm động từ của cô sẽ là is cooking, được kết hợp bởi động từ cook là nấu với một động từ hỗ trợ là is. Và ở đây cô đang dùng tiếp diễn cho nên động từ cook cô phải thêm in vào là is cooking ha. Với ví dụ bên dưới cô có cars mustn't be parked here. Cars mustn't be parked here. Xe hơi không được đậu ở đây. Rồi cô có cụm động từ sẽ là mustn't be parked, nghĩa là không được đậu ở đây ha. Trong đó động từ của cô sẽ là park, nghĩa là hành động đậu xe hoặc đổ xe ha. Rồi kết hợp với modal verb mustn't và động từ hỗ trợ be ha. Mustn't be parked. Và ở đây đang là thì gì mấy bạn? Đây là thể câu gì? Đó chính là thể bị động ha. Vậy thì bạn nào muốn tìm hiểu thêm hoặc là ôn lại thể bị động thì mình coi ở những lesson khác hen. Rồi ở đây cô có ví dụ cuối cùng. Anna has bought a new house for a month. Anna has bought a new house for a month. Anna vừa mới mua một căn nhà mới được một tháng rồi. Rồi các bạn nhìn giùm cô cụm động từ trong câu sẽ là has bought các bạn ha. Trong đó động từ của cô sẽ là bought, hành động mua, và kết hợp với một động từ hỗ trợ là has ha. Has bought. Rồi bây giờ cô mời các bạn đi đến mục số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cụm danh từ các bạn ha. Cụm danh từ là gì? Cụm danh từ đó là sự kết hợp giữa một danh từ với từ hạn định hoặc là một tính từ đứng đằng trước nó các bạn ha. Rồi cô có ba ví dụ. Ví dụ đầu tiên mình có we had a good flight. We had a good flight. Chúng tôi đã có một chuyến bay tốt đẹp. Rồi các bạn nhìn cô có cụm danh từ sẽ là a good flight. Trong đó danh từ của cô là flight kết hợp với mạo từ a và tính từ good đứng trước nó ha. A good flight, một chuyến bay tốt đẹp. Với ví dụ số 2 mình có his house has been painted since last Sunday. His house has been painted since last Sunday. Ngôi nhà của anh ấy vừa mới được sơn kể từ chủ nhật vừa qua ha. Trong đó cụm danh từ của cô sẽ là his house kết hợp danh từ house với tính từ sở hữu his. His house hen. Rồi ví dụ bên dưới cô có the earth goes around the sun. The earth goes around the sun. Trái đất xoay xung quanh mặt trời. Cô có hai cụm danh từ trong câu này. Đầu tiên the earth và thứ hai là the sun. Rồi danh từ của cô là earth kết hợp với mạo từ the ha. Ở trường hợp này mình đọc là the earth. Rồi ở bên dưới thì cô có danh từ sun kết hợp với mạo từ the. Cô gặp là the sun. Ok hen. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cụm tính từ các bạn ha.
Cụm tính từ là gì? Cụm tính từ sẽ là sự kết hợp giữa một tính từ và một trạng từ chỉ mức độ. Rồi, các bạn nhìn hai ví dụ bên dưới. Cô có Her essay is quite good. Her essay is quite good. Bài viết của cô ấy thì khá là tốt ha. Rồi, trong đây cô có quite good là cụm tính từ, trong đó tính từ của cô là good kết hợp với trạng từ chỉ mức độ là quite. Ok hen. Với ví dụ bên dưới cô có Sapa is extremely magnificent at with spectacular mountains. Ha. Sapa is extremely magnificent with spectacular mountains. Sapa tuyệt đẹp với những dãy núi hùng vĩ. Rồi các bạn nhìn, cô có cụm tính từ extremely magnificent. Ha, trong đó đọc cái tính từ của cô là magnificent, đẹp tuyệt vời, kết hợp với trạng từ là extremely, rất hay là cực, ha, cực kỳ đẹp. Ok hen. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cụm trạng từ các bạn nha. Rồi, cụm trạng từ là gì? Là sự kết hợp giữa một trạng từ với một trạng từ khác chỉ mức độ. Ha. Rồi mình nhìn cái ví dụ giùm cô. Cô có The dog runs very fast, so I can't catch him. The dog runs very fast, so I can't catch him. Con chó nó chạy nhanh quá, cho nên tôi không thể bắt được nó ha. Rồi trong đó cụm trạng từ của cô sẽ là very fast ha, kết hợp giữa trạng từ fast với trạng từ chỉ mức độ very, rất là nhanh, chạy một cách nhanh chóng ha. Rồi xuống ví dụ bên dưới cô có He does the test so easily because he is good at math. He does the test so easily because he is good at math. Anh ấy làm bài kiểm tra một cách dễ dàng bởi vì anh ấy giỏi toán. Ok ha. Rồi các bạn nhìn giùm cô có cụm trạng từ trong câu này sẽ là so easily. Trong đó trạng từ easily, dễ, thêm chữ so vô nữa là một cách rất dễ các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụm cuối cùng của bài ngày hôm nay, đó chính là cụm giới từ các bạn ha. Rồi, cụm giới từ là gì nào? Cụm giới từ là sự kết hợp giữa một giới từ và một cụm danh từ các bạn ha. Rồi mình nhìn xuống hai ví dụ. Cô có John and Jenny went to the cinema after lunch. John and Jenny went to the cinema after lunch. John và Jenny ha đã đi đến rạp chiếu phim sau giờ ăn trưa. Rồi các bạn nhìn giùm cô có cụm giới từ sẽ là after lunch, kết hợp giữa một giới từ và một danh từ ha, gọi là cụm giới từ. Rồi phía bên dưới cô có From the airplane we can see Bình Lợi Bridge. From the airplane we can see Bình Lợi Bridge. Từ máy bay chúng tôi có thể nhìn thấy cầu Bình Lợi ha. Rồi cụm giới từ trong câu này của cô sẽ là From the airplane, kết hợp giữa một giới từ from và cụm danh từ the airplane các bạn ha. Các bạn ơi, thì chúng ta đã vừa học xong một số 2 của bài học tổng quát về word form rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số 3 của bài tổng quát word form các bạn ha. Đó là những cái yếu tố và thành phần trong câu. Ok, vậy thì đầu tiên thì mỗi một cái cụm từ nó sẽ đóng một cái vai trò cố định trong mệnh đề hoặc là câu. Thì chúng ta sẽ có một số cái mẫu câu như sau. Mở câu đầu tiên thì cô có cái thành phần cấu thành của nó là subject kết hợp với verb và adverbial, chủ ngữ cộng với động từ và cộng với một hoặc là cụm phó từ đằng sau ha. Rồi các bạn nhìn xuống ví dụ bên dưới cô có The flight is leaving shortly. The flight is
leaving shortly. Rồi, cái máy bay này, chuyến bay này ha, chuyến bay này sẽ rời đi sớm thôi. Rồi các bạn ơi, cô có chủ ngữ là the flight, động từ is leaving và phó từ sẽ là shortly ha. Rồi, tiếp tục với dạng câu số 2 thì cô có những thành phần như sau. Đầu tiên, subject, chủ ngữ kết hợp với verb, động từ, kết hợp với complement là những cái từ bổ nghĩa đằng sau. Rồi, các bạn nhìn xuống ví dụ giùm cô. Cô có the weather is very good. The weather is very good. Nghĩa là thời tiết thì rất là đẹp. Rồi, cô có chủ ngữ là the weather. Động từ của cô là is. Và bổ ngữ của cô, bổ nghĩa của cô sẽ là very good. Ha. Rồi, với ví dụ bên dưới, cô có my father was a pilot. My father was a pilot. Rồi, chủ ngữ của cô, bố của tôi ha. Bố của tôi, động từ was thì đã từng ha, compliment a pilot, bố của tôi đã từng là một phi công, ok ha. Rồi, với cái mẫu câu số 3 thì cô có chủ ngữ subject cộng với động từ là verb, rồi mình sẽ cộng với một từ ngữ object đằng sau. Rồi, nhìn xuống ví dụ bên dưới giùm cô. Cô có I was reading a newspaper. I was reading a new newspaper. Chủ ngữ tôi ha. Tôi đã đang đọc một tờ báo. Rồi, subject của cô là I, động từ của cô là was reading và từ ngữ của cô là một tờ báo, a newspaper. Với ví dụ bên dưới cô có two waiters served lunch. Two waiters served lunch nghĩa là hai người phục vụ đã phục vụ bữa ăn trưa. Rồi, cô có chủ ngữ two waiters, động từ của cô là served và từ ngữ là lunch các bạn ha. Rồi, với mẫu câu thứ tư thì mình sẽ có những thành phần sau. Đầu tiên là chủ ngữ subject kết hợp với verb, động từ, rồi mình kết hợp với từ ngữ object, rồi kết hợp với phó từ adverbial. Rồi, các bạn nhìn xuống hai ví dụ. Cô có the aircraft left London at 3 o'clock. The aircraft left London at 3 o'clock. Rồi, cái máy bay đã rời khỏi London lúc 3 giờ. Rồi, các bạn nhìn chủ ngữ của cô là the aircraft. Động từ của cô là left. Rồi, từ ngữ của cô là London. Rồi, cụm phó từ sẽ là at 3 o'clock. Với ví dụ bên dưới, cô có we must book the tickets next week. We must book the tickets next week. Chúng ta phải đặt những chiếc vé vào tuần tới. Rồi, cô có chủ ngữ we. Động từ của cô là must book. Từ ngữ là the tickets ha. Rồi, phó từ của cô là next week. Ok ha. Rồi, các bạn ơi, thì dựa vào những cái ví dụ trên thì mình có thể tìm hiểu được các loại cụm từ mà đóng vai trò của những cái anh này các bạn ha. Đối với chủ ngữ thì thường các bạn để ý không, chúng ta sẽ sử dụng cụm danh từ ha. Ví dụ như là the flight, I hoặc là two waiters đóng vai trò là động từ ha. Động từ trong câu thì dĩ nhiên mình sẽ sử dụng động từ hoặc cụm động từ rồi. Và với ví dụ, những ví dụ trên thì mình sẽ có là is nè, served hoặc là must book. Rồi, với từ ngữ thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cụm danh từ ở vị trí này các bạn ha. Thì cô sẽ có a newspaper, lunch, London ha. Rồi, với cụm bổ ngữ hoặc bổ nghĩa thì mình sẽ sử dụng cụm tính từ ở vị trí này hoặc là một cụm danh từ. Cụm tính từ của cô là very good, còn cụm danh từ sẽ là a pilot. Với phó từ ở vị trí này chúng ta sẽ sử dụng cụm trạng từ shortly, cụm giới từ at 3 o'clock hoặc là một cụm danh từ
next week. Ok ha. Rồi, vậy thì những cái thành phần và các loại cụm từ nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng để giúp các bạn xác định được vị trí của cái khoảng trống mà các bạn sẽ điền nó là loại từ gì đó. Và một điều lưu ý là trong một câu thì sẽ luôn có hai thành phần chính, đó là chủ ngữ và động từ ha. Chủ ngữ và động từ, nếu như câu của mình thiếu một trong hai á thì cái câu nó trở thành một câu không hoàn chỉnh, là câu viết sai ha. Rồi ví dụ này cũng kết thúc bài học tổng quát về WordFirm rồi các bạn ơi. Và nếu như mà mình có bất cứ một cái thắc mắc nào thì thông tin trên màn hình các bạn chỉ cần liên hệ là được ha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở lesson sau. Goodbye.